Thầy chào tất cả các em. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em giải bài tập số 5, trang 55 sách giáo khoa toán 7 tập 1 phần đại số. Đề bài như sau. Hai đại lượng x và y có tỷ lệ thuận với nhau hay không nếu ý A x có giá trị lần lượt là 1 2 3 4 5, y có giá trị lần lượt là 9 18 27 36 và 45. Vậy thì nhìn sơ qua chúng ta thấy rằng là nếu mà chúng ta thấy rằng y và x có tỷ lệ thuận với nhau thì theo ta học kiến thức bài học chúng ta thì nếu mà y mà tỷ lệ thuận với x theo tỷ số k khi y bằng k nhân x không đổi đúng chưa? Vậy thì chúng ta thấy ở đây y của chúng ta nếu bây giờ chúng ta lấy x chia cho y nhá đúng chưa? X chia cho y thì chúng ta thấy rằng là 1/9 với 2/8 này nó bằng nhau đúng chưa? 3/27 nó cũng bằng nhau. 4/36 cũng bằng nhau. 5/45 nó cũng bằng nhau đúng chưa? Và kết quả nó thấy chúng ta thấy rằng là suy ra y sẽ được bằng là 9 lần x đúng chưa? Đó. Vậy chúng ta sẽ giải như sau. Yeah. Ta có x phần y chính là bằng một phần chín bằng 2/18 bằng 3/27 bằng 4/36 bằng 5/45. Suy ra y chúng ta là bằng 9 lần x. Vậy chúng ta rút ra được kết luận x và y là hai đại lượng tỷ lệ thuận tiếp theo ý B. B, các em nhìn thấy ở đây là x có giá trị lần lượt là 1, 2, 5, 6, 9. Y có giá trị lần lượt là 12, 24, 60, 72 và 90. Vậy, bây giờ chúng ta sẽ xét x phần y. Thấy rằng là 1/12 bằng 2/24 bằng 5/60 đúng chưa? Bằng 6/72 đúng chưa? Tuy nhiên chúng ta thấy rằng, các bạn nhìn thấy này, ở đây 9/90 thì nó chẳng khác gì là bằng 1/10 đúng chưa? Mà ở đây thì lại bằng 1/12. Tất cả các số này chia nhau đều bằng 1/12 đúng chưa? Còn ở đây thì lại bằng 1/10. 1/10 như vậy chúng ta thấy rằng là nó khác nhau đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ giải bài dạng bài này như sau, lập luận như sau. B. Ta có 1/12 bằng 2/24 bằng 5/60 bằng 6/72. Tuy nhiên nó lại khác 9/90 đúng chưa? Do đó chúng ta có kết luận như sau: hai đại lượng x và y không tỷ lệ thuận với nhau. Đó. Vậy là thầy vừa hướng dẫn các em giải xong bài tập 5, trang 55 sách giáo khoa toán 7 tập 1. Tiếp theo ta sẽ đi giải bài tập số 6 các em nhé. Đề bài như sau. Thay cho việc đo chiều dài của cuộn dây thép, người ta thường cân chúng cho biết mỗi mét dây nặng 25 g. Giả sử x mét dây nặng y gam, hãy biểu diễn y theo x. Thì B, cuộn dây dài bao nhiêu mét, biết rằng nó nặng 4,5 kg. Vậy thì chúng ta sẽ giải lời giải như sau. A, vì khối lượng của cuộn dây thép
Nó tỷ lệ thuận. Với chiều dài nên ta dựa vào công thức là y bằng k lần x theo đề bài. Ta có y bằng 25 gam thì x sẽ bằng 1 mét đúng chưa ạ? Vậy thì thay vào công thức ta được hai mươi năm thì bằng k nhân với một đúng chưa ạ, k nhân một suy ra k bằng 25. Vậy y của ta bằng kx chính là bằng 25 nhân với 25x đúng chưa, 25x. Tiếp theo b, vì y bằng 25x nên khi y bằng 4,5 kg mà chúng ta biết rằng là mỗi mét nặng 25 gram đúng chưa? Vậy thì chúng ta sẽ phải đổi từ kg sang gram. Và 4,5 kg thì chúng ta sẽ đổi ra được bằng 4.500 gram đúng chưa? Vậy suy ra y mà bằng 4.500 suy ra là 4.500 sẽ bằng 25 lần x đúng chưa? Sẽ bằng 25x. Suy ra x của chúng ta sẽ bằng 4.500 chia cho 25. Và bằng x của chúng ta bằng 180 mét. Vậy chiều dài của cuộn dây là một trăm tám mươi mét đúng chưa ạ? Vậy là thầy vừa hướng dẫn các em giải xong bài tập 5 và 6 trang 55 sách giáo khoa toán 7 tập 1 phần đại số. Thầy chào tất cả các em.